Xin chào anh em của 2D Tộc, chắc anh em cũng biết, series anime Mushoku Tensei mùa 1 đã đi đến hồi kết với cảnh chia tay của nhóm Dead End. Giờ đây mỗi người đã có một lối đi riêng cho mình, và những người xem như chúng ta thì sẽ phải nghỉ ngơi và chờ đợi studio làm phần tiếp theo. Trong lúc ngồi chờ như thế này, hãy cùng nhau nhìn lại những gì Mushoku Tensei đã trải qua nhé. Mặc dù nhận khá gạch đá trong khoảng thời gian đầu, nhưng đến cuối bộ anime vẫn đạt được những thành công nhất định, với sự đón nhận tích cực từ đông đảo các anh em quỷ bỉu. Mushoku Tensei rất nổi tiếng trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Twitter. Và cuối tháng 12 năm nay, Mushoku Tensei đã trở thành anime hay nhất trong mùa theo trang The Anime bên Nhật. Trên trang My Anime List, Mushoku Tensei mùa 1/2 đã nhận số điểm đánh giá là 8,84 điểm. Đây cũng là tác phẩm Isekai đầu tiên có số điểm trên 8,80 và nằm top 30 trong số hàng nghìn bộ anime khác. Ngoài ra, bộ anime này còn đứng top 1 của mùa trên nhiều trang đánh giá anime khác. Nếu anh em cảm thấy không thuyết phục và có trang đánh giá nào uy tín, chất lượng hơn thì cứ thoải mái bình luận bên dưới nhé. Và giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính. Trước tiên, tôi và anh em sẽ nhìn lại quá trình Mushoku Tensei được tạo ra. Vào tháng 11 năm 2012, Mushoku Tensei được xuất bản dưới dạng tiểu thuyết mạng hay còn gọi là web novel bởi tác giả Rifuji Namagonote. Đến tháng 11 năm 2013, tác giả thông báo tác phẩm sẽ được sản xuất thành light novel. Ta có thể hiểu, web novel là bản thô được viết trên mạng, còn light novel là bản hoàn chỉnh được viết trên sách và tất nhiên sẽ có nội dung mới ở một số phần. Web novel thì đã kết thúc vào năm 2015, còn light novel vẫn đang được viết, hiện tại volume 25 là tập mới nhất. Vào cuối năm 2018, nhìn thấy được tiềm năng của Mushoku Tensei, studio White Fox và công ty Egg Film đã quyết định liên doanh với nhau và sau đó studio Bind được ra đời với mục đích duy nhất là chuyển thể light novel Mushoku Tensei thành anime. À mà tôi xin nhắc lại là light novel chứ không phải manga như các ông, vì manga khá phổ biến tại Việt Nam nên một số người đã nhầm lẫn về việc chuyển thể anime của studio. Nếu những người chỉ đọc manga nhận xét rằng anime là tệ hại, là thứ đi lệch tác phẩm gốc thì những người đọc light novel lại bảo manga mới chính là thứ phá hỏng nguyên tác. Vì manga được vẽ ra từ nội dung trong light novel và sẽ không có gì đáng nói nếu nó được làm chính xác như nguyên tác. Nhưng vấn đề là người vẽ manga tức Fujikawa Yuka đã tạo ra một số tình tiết khác hoàn toàn với light novel, ví dụ điển hình là cảnh Rudeus giải cứu tộc người thú hay Rudeus đến vương quốc Shirone. Và cả những trò pha cười không cần thiết khi không khí đang buồn và cần sự nghiêm túc. Chính vì lý do này đã nảy sinh tranh cãi giữa hai phe manga và light novel trong một khoảng thời gian khá dài. Qua lại studio Bind, studio đã công bố trailer vào tháng 10 năm 2019 và dự kiến khởi chiếu vào năm 2020. Nhưng vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên phải hoãn lại đến tháng 1 năm 2021, đồng nghĩa với việc studio đã có thêm hơn một năm để chỉnh chu lại bộ anime của mình. Vậy studio Bind đã chuyển thể anime như thế nào? Anh em cùng tôi tìm hiểu nhé! Đầu tiên là về thời lượng phim. Ở mùa 1 vừa rồi, studio đã chuyển thể 6 volume light novel, tức từ lúc Rudeus chuyển sinh cho đến khi chia tay Eris với tổng số tập là 23. Trong đó volume 1 được 4 tập, volume 2 được 4 tập, volume 3 được 3 tập và volume 4 được 4 tập. Volume 5 được 3 tập, volume 6 được 5 tập. Anh em có thể thấy số lượng tập ở mỗi volume không hề bằng nhau, nhưng studio vẫn truyền tải đầy đủ cho người xem về mặt nội dung, nội tâm, tính cách và các mối quan hệ của nhân vật. Một trong cái hay của studio chính là cách họ lồng ghép quá khứ đan xen với hiện tại từ góc nhìn của nhân vật. Chúng ta được nhìn thấy nỗi sợ thế giới bên ngoài của nhân vật chính Rudeus vì từng bị bắt nạt, vì mỗi lần nhìn ra cậu lại nhớ đến cái cảnh bị mọi người khinh miệt và lăng mạ. Hay việc Roxy bị cô lập với những người cùng bộ tộc vì cô không thể dùng thần giao cách cảm. Khi cố gắng giao tiếp với mọi người bằng miệng, thứ duy nhất mà Roxy nhận được chỉ là những âm thanh lạ lẫm và ánh mắt nhìn một kẻ ngoại tộc, do đó cô mới tủi thân và tránh né việc trở về quê nhà. Hoặc khi Rudeus quay lại quê hương sau thảm họa dịch chuyển, nơi đã chẳng còn gì ngoài đống đổ nát hoang tàn, studio đã đan xen hình ảnh những ngày tháng hạnh phúc mà cậu từng có với gia đình và thành công tạo ra bầu không khí buồn thảm để người xem hiểu được nội tâm của Rudeus. Bằng cách thông minh này, những người không đọc light novel vẫn có thể đồng cảm với hoàn cảnh của các nhân vật. Thứ hai, studio Bind rất cẩn thận trong từng cảnh phim. Nếu anh em quan sát kỹ thì sẽ thấy studio rất chăm chút xây dựng cảnh nền trong các sinh hoạt hàng ngày của Mushoku Tensei, dù chỉ là những chi tiết nhỏ. Lấy ví dụ như chiếc cửa sổ ở nhà Rudeus, nó được gọi là cửa sổ vương miện kính. Đây là loại cửa sổ được chế tạo vào thời kỳ trung cổ của châu Âu, rất phù hợp với bối cảnh Mushoku Tensei. Và hiển nhiên, chỉ có những gia đình có thu nhập ổn như Paul thì nhà mới có cửa sổ. Nhìn sang nhà của Sylphie và Rudy, ta sẽ thấy có sự khác biệt lớn. Nhà của Sylphie nhỏ, không hề có kính cho cửa sổ, nóc nhà thì phủ rơm, còn các bức tường được làm từ ván gỗ trơn. Khỏi nói cũng biết, đây là kiểu nhà của những gia đình nghèo thu nhập thấp. Về phần gia đình Rudy thì có cả cha và mẹ đều từng là quý tộc, nên ngôi nhà cực kỳ to, có cửa sổ đàng hoàng, tường trông vững chắc hơn, thậm chí còn có tầng 2. Bên cạnh đó, studio luôn ổn định độ sáng tối, ví dụ như căn nhà của Rudeus không hề sáng hết kể cả ban ngày. Vì ngôi nhà có cửa sổ nên có ánh sáng chiếu vào, nhưng càng vào trong thì càng tối lại. Anh em có thể xác minh điều này dựa vào màu sắc của nền đá. Studio Bind còn cẩn thận khi thiết kế nội thất cho các gia đình. Ví dụ gia đình của Rudeus có đĩa sứ nhưng họ không dùng nó để ăn mà để trang trí.
Vì đĩa sứ thời đó khá mắc tiền, không phải ai cũng có được, mà nếu dùng để ăn thì rất dễ hư hỏng, thay vào đó họ dùng bát gỗ. Nhìn sang căn nhà của Philip, tức cha của Eris, anh em sẽ thấy đậm chất gia đình thượng lưu thời Trung Cổ, với nhà được xây bằng gạch, tường có dán giấy, ghế lớn làm bằng gỗ, trong phòng có cả gương và giường vải, ngoài sân thì có giếng. Đèn treo ở nhà Philip được mắc với một bức tường để tiện hạ thấp xuống và thắp nến. Mặc dù chi tiết này không hề quan trọng, nhưng studio vẫn vẽ cho nó cái dây xích trong hai khung cảnh để tạo tính thực tế cho bộ phim. Có một cảnh mà tôi khá ấn tượng, đó là đoạn Paul và Janet ngủ trên một chiếc giường lớn, Rosie ngủ trên giường bình thường, còn Rudy thì ngủ trong giường nhỏ, nhưng cũng không hẳn là giường. Giường thời Trung Cổ cũng là một thứ khá xa xỉ và trẻ con từ một gia đình như Rudy sẽ được ngủ trong một thứ làm bằng gỗ, giống như chiếc nồi. Và còn rất nhiều chi tiết khác, nhưng nói đến đây thì chắc anh em cũng đủ hiểu studio có tâm đến mức nào rồi đúng không? Họ không chỉ vẽ đẹp, vẽ chi tiết mà còn biết kết hợp với các kiến thức lịch sử nhất định để tạo ra tính chân thực cho bộ anime. Thứ ba, studio rất đầu tư xây dựng bối cảnh cho Mushoku Tensei. Bối cảnh có thể xem là một trong những việc khó khăn nhất khi chuyển thể, tuy nhiên Studio 3 đã làm rất tốt điều này. Họ không chỉ miêu tả cảnh qua lời kể miệng của từng nhân vật, mà còn qua các khoảnh khắc khác như khi các nhân vật đang đi dạo, trò chuyện với nhau, thậm chí họ còn tận dụng nhạc opening để vẽ nên những nét riêng của mỗi vùng miền. Ban đầu tôi cứ nghĩ Studio 3 sẽ chỉ tập trung vào các cuộc trò chuyện và hành động chính như các bộ anime chuyển thể từ light novel khác, nhưng khi xem Mushoku Tensei thì tôi đã rất bất ngờ trước sự tận tâm của họ. Ta có thể lấy ví dụ về làng Buena với nét đẹp giản dị của những cánh đồng lúa, khu rừng hoa, người nông dân chân chất thật thà, hay sự đông đúc và náo nhiệt của thị trấn ở thành Fitua cùng các ngôi nhà lớn theo phong cách Tây Âu. Còn có lục địa quỷ với địa hình cao nguyên khô hạn, với núi đá và núi cát cùng những ngôi nhà làm bằng đất đá, mang dáng dấp của châu Phi và Ấn Độ. Khu đại xâm lâm thì có những cây cổ thụ khổng lồ và các ngôi nhà trên cây mang nét đẹp nơi thiên nhiên hoang dã. Thành quốc Milis thì tôi không rõ lắm, nhưng dựa trên tông màu chủ đạo là trắng cùng với dòng sông chảy qua và cấu trúc của đền thờ thì tôi đoán nơi này là dựa trên Belgrade. Belgrade nằm ở đông nam châu Âu, nó được mệnh danh là thành phố trắng và là thủ đô cũng như thành phố lớn nhất của Serbia. Trùng hợp Milis cũng nằm ở phía đông nam trong bản đồ Mushoku Tensei đấy anh em ạ. Còn vương quốc Shirone thì mang khung cảnh đậm chất Đông Nam Á. Ở tập 19 anh em có thể thấy rõ các đồng ruộng, ruộng bậc thang, trong đó có một cảnh lấy cảm hứng từ Việt Nam chúng ta ở phút 4 phút 34, đó là Tam Cốc Ninh Bình. Ngoài ra ta có thể nhìn thấy các trang phục của Việt Nam như nón lá, áo dài. Thứ tư, studio đã tạo ra ngôn ngữ mới. Như anh em đã biết, thế giới Mushoku Tensei có rất nhiều chủng tộc khác nhau như nhân tộc, thú tộc, ma tộc, thiên tộc, hải tộc. Vì thế, việc họ sử dụng nhiều ngôn ngữ cũng là điều dễ hiểu. Khác với mấy bộ anime mà người ngoại quốc, người ngoài hành tinh, thiên thần, ác quỷ toàn đạt 9.0 IELTS, thông thạo 7 tiếng Nhật, thì ở Mushoku Tensei, studio đã tự tạo hẳn một hệ thống ngôn ngữ và chữ viết riêng cho mỗi tộc. Anh em không nghe nhầm đâu, họ không hề tạo đống chữ ngẫu nhiên để nói qua loa có lệ, mà là cả một bảng chữ cái mới để ghép lại thành từ hoàn chỉnh. Nếu anh em vẫn không tin, thì sau đây tôi xin chứng minh cho anh em. Đây là cuốn sách trong nhà Rudy, nếu mới nhìn chắc chắn anh em sẽ nghĩ đây là những dòng chữ vẽ bậy bạ như một số bộ anime khác để tiết kiệm thời gian. Hồi xưa tôi cũng nghĩ vậy, cho đến khi biết tin có một anh bạn bên Trung Quốc đã thử tìm hiểu về nhân ngữ trong Mushoku Tensei và nhận ra quy luật của nó. Nhân ngữ là sự kết hợp giữa tiếng Anh và tiếng Basque. Sau đó anh bạn thiên tài này đã tự mò ra được hai bảng chữ cái cho hai thứ tiếng. Đây là bảng phụ âm tiếng Basque. Còn đây là bảng tiếng Anh cơ bản. Dựa vào hai bảng chữ cái này, ta có thể dịch nhật ngữ thành các đoạn văn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Basque, có nghĩa hoàn toàn liên quan đến nội dung trong Mushoku Tensei. Nếu anh em vẫn còn nghi ngờ thì có thể tự kiểm tra, trong anime có rất nhiều đoạn xuất hiện nhật ngữ đấy. Lấy ví dụ một từ nằm trong cuốn sách của Roxy tặng Rudius, từ này nếu dịch bằng bảng tiếng Anh sẽ là Vukein Vukuan, và tất nhiên nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Suy ra nó không phải tiếng Anh, ta sẽ thử dùng bằng bảng tiếng Basque để thay đổi các phụ âm V và K và kết quả là ra được Gurein Guran, có nghĩa là xung quanh chúng ta. Anh em đã thấy phức tạp chưa? Đó là chưa tính đến chuyện đội ngũ làm phim phải làm ngược lại và tạo ra những đoạn văn dài ngoằng, mà không phải chỉ mỗi nhân ngữ mà còn là thú ngữ, quỷ thần ngữ. Tất cả chỉ để phục vụ người xem chúng ta. Nói đến đây, chắc anh em cũng hiểu được tâm huyết của studio rồi nhỉ? Tôi đã khá là sốc khi nhìn thấy độ chịu chơi của studio dành cho Mushoku Tensei. Làm Weebu được cả chục năm rồi mà tôi chưa thấy trường hợp nào thế này. Thứ năm, cách studio cắt nội dung. Tất nhiên, bất kỳ bộ anime nào chuyển thể từ light novel đều sẽ bị cắt đi vài phần để đảm bảo thời lượng công chiếu. Mushoku Tensei cũng không phải là ngoại lệ. Studio 3 đã cắt đi khá khá từ lời thoại đến hành động của nhân vật, cũng như thông tin quy luật thế giới hay các cuộc trò chuyện độc thoại gây cười. Nhưng anime vẫn truyền đạt đủ để người xem hiểu về cốt truyện và mục tiêu của mỗi nhân vật. Thậm chí họ còn tranh thủ chèn các đoạn phim trong opening để anh em không thể skip và thỉnh thoảng còn bỏ luôn ending để chúng ta xem phim trọn vẹn nhất có thể. Nếu so với những bộ anime nổi tiếng được chuyển thể từ light novel và bị cắt xén đến nát, như là Toaru Majutsu no Index hay là Sword Art Online Alicization, thì Mushoku Tensei vẫn cắt rất ít.
Thứ 6, cách studio miêu tả nội tâm nhân vật. Trong anime Mushoku Tensei có rất nhiều cảnh để lại ấn tượng cho người xem, như cảnh tấu hài, tình cảm, những chiến đấu mã nhãn. Trong số đó, đoạn tôi yêu thích và khiến tôi phải suy ngẫm nhiều nhất chính là phần nội tâm của Rudeus ở cuối tập 23. Studio đã thay đổi một số nội dung trong novel ở volume 6. Mở đầu phim là sự trầm cảm và tuyệt vọng của Rudeus sau khi bị Eris bỏ rơi. Nỗi đau đó khiến cậu ta nhớ lại quá khứ lần đầu bị bọn đầu gấu bắt nạt và sỉ nhục. Dù được gia đình động viên, nhưng Rudeus vẫn không thể nào vực dậy được và cậu ta dần buông bỏ tất cả. Nhưng mà đến cuối tập phim, cậu nhớ đến Zenith, người mẹ, đã luôn yêu thương mình. Ngay lập tức cậu tỉnh giấc và bắt đầu làm tròn trách nhiệm mà một người con nên làm. Studio một lần nữa lồng ghép giữa quá khứ và hiện tại. Họ cho ta thấy cơ thể béo ú của Rudeus đang từ từ ngồi dậy, bước ra khỏi nhà của mình kiếp trước và cảnh cậu ở kiếp này bước ra ngôi lều, đi qua quá khứ của chính bản thân mình. Đoạn này giúp ta ngầm hiểu rằng Rudeus đã thay đổi, cậu đã làm một điều mà bản thân trước đây không thể. Có thể Rudeus vẫn chưa vượt qua nỗi đau, nhưng cậu vẫn làm điều mình cần làm, chứ không nằm yên một chỗ. Hay nói cách khác là cậu đã đi được một bước khởi đầu, thức tỉnh một bước cũng chính là cái tên của tập phim này. Tóm lại, Studio Bài đã đầu tư rất nhiều khi chuyển thể tác phẩm Mushoku Tensei, tuy nhiên đó vẫn chưa phải là tất cả. Sau đây tôi sẽ bật mí một số thông tin thú vị khác để anh em thấy rõ hơn công sức của studio khi làm bản anime. Đầu tiên, ngọn lửa mà Rudeus niệm trong trận đánh với Orsted đổi màu liên tục từ đỏ, vàng, trắng, xanh lam và cuối cùng là tím. Trong novel, Rudeus không hề nhắc đến màu sắc của ngọn lửa, cậu chỉ nói nó là hỏa lực mạnh nhất, một vụ nổ hạt nhân. Vụ nổ bom hạt nhân ngoài đời thực có nhiệt độ từ khoảng 4.000 đến 7.000 độ C. Theo những gì tôi tìm hiểu trên mạng về nhiệt độ của màu sắc ánh sáng, thì ngọn lửa màu đỏ có nhiệt độ khoảng 1.500 độ C, màu vàng khoảng 3.500 độ C, màu trắng khoảng 6.500 độ C, màu xanh lam khoảng 10.000 độ C và màu tím còn khủng hơn thế nữa. Thứ hai, cảnh Rudeus thức chung với Eris ở tập 22, studio đã sử dụng hình ảnh chiếc cốc rượu từ từ rơi xuống mặt nước, ẩn dụ cho việc cả hai đang dần hòa làm một với nhau. Mặc dù trong light novel miêu tả khá kỹ và nhạy cảm, nhưng khi lên anime, dù không cần các chi tiết đó ta vẫn hiểu được họ đang làm gì. Thứ ba, sau khi bị Eris bỏ rơi, Rudeus đã vừa đi vừa khóc trên đường và bước qua những bông hoa màu xanh mà không dẫm lên chúng. Bông hoa này có tên là Chi Lưu Ly, hay còn có biệt danh là Forget Me Not, dịch tiếng Việt là Xin Đừng Quên Tôi. Tất nhiên, studio bỏ nó vào là có ý đồ. Chi Lưu Ly là biểu tượng cho một tình yêu đích thực, sự chung thủy, kết nối vĩnh hằng. Ý nói Rudeus và Eris sẽ không bao giờ quên nhau và chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau. Thứ tư, ở tập 23, tức tập cuối, có sự can thiệp của tác giả Rifuji Namagonote trong phần kịch bản. Đó là lý do vì sao tập này có nội dung khác và hay hơn light novel. Đó là một số thông tin thú vị mà tôi muốn chia sẻ đến anh em. Trước khi kết thúc video, tôi sẽ nhận xét về hoạt ảnh, hiệu ứng và âm thanh trong anime Mushoku Tensei. Về hoạt ảnh, thì những hoạt ảnh như đi lại, ngồi, đứng trong Mushoku Tensei khá bình thường nên không có gì đáng nói lắm. Còn về các cảnh hành động chiến đấu thì phải nói là chất lượng anh em ạ. Các cảnh được thay đổi và di chuyển liên tục trong quá trình chiến đấu để không tạo cảm giác nhàm chán, kèm theo đó là các động tác nhanh và mượt của nhân vật. Hai trận đánh khiến tôi ấn tượng nhất là trận nhóm Dead End đấu với rắn hổ mang đỏ và nhóm Dead End đấu với Orsted. Về phần hiệu ứng thì xuyên suốt 23 tập vừa qua, tôi thấy không nhiều hiệu ứng đẹp lắm. Nếu có thì studio chủ yếu tập trung vào các hiệu ứng ánh sáng của lửa, một lần trong giai đoạn giải cứu Eris khỏi bọn bắt cóc và một lần trong trận đánh với Orsted. Ngoài ra các hiệu ứng ánh sáng và nước thì ở mức ổn. Mặc dù nếu so với những tác phẩm như Attack on Titans, Fate, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba thì có thể không bằng, nhưng tôi vẫn đánh giá cao cách làm của studio. Về sau, quy mô trận đấu trong Mushoku Tensei sẽ khủng hơn so với mùa 1, nên chúng ta cứ hy vọng studio sẽ tiếp tục cải thiện và phát triển những mảng này. Về âm thanh, trong cả mùa 1, Mushoku Tensei đã có tổng cộng 6 opening và 2 ending, đều do Yuiko Ohara trình bày. Anh em có thể thấy số lượng opening quá nhiều so với một bộ anime chỉ có hơn 20 tập. Với thời lượng thế này thì thường chỉ cần 1 đến 2 bài là đủ, nhưng studio làm vậy là có lý do, bởi mỗi bài opening sẽ liên quan đến các vùng miền trong tác phẩm. Các opening lần lượt là Tabibito no Uta ở lục địa trung tâm, Mezame no Uta ở lục địa quỷ, Keisho no Uta ở đại xâm lâm, Inori no Uta ở thánh quốc Bilis, Toku no Komori no Uta ở vương quốc Shirone, Tabibito no Uta Kikyo ở lục địa trung tâm. Các opening đều có điểm hay riêng, trong đó opening 1 và 6 đều có chung lời bài hát, nhưng opening 1 có nhịp điệu nhanh phù hợp để mở đầu cho một cuộc hành trình mới của Rudeus, còn opening 6 thì có nhịp điệu chậm và buồn, khiến người xem có cảm giác hoài niệm sau một cuộc hành trình dài và trở về quê hương, nhưng quê hương thì đã không còn lại gì. Anh em đã thấy sự tinh tế của studio chưa? Lượng soundtrack xuất hiện trong Mushoku Tensei cũng rất khủng. Cho anh em nào chưa biết, soundtrack là đoạn âm thanh được sử dụng trong các bộ phim, các trò chơi, các chương trình truyền hình và thường được chen giữa nội dung đang trình chiếu. Mushoku Tensei đã sử dụng hơn 70 soundtrack, tùy các hoàn cảnh khác nhau như vui tươi, buồn thảm, phiêu lưu thám hiểm, chiến đấu gay cấn, đoàn tụ gia đình sẽ có một đoạn khác nhau để tạo nên cái hồn cho bộ phim. Kể cả đoạn Rudy làm chuyện ấy với Eris cũng có nhạc anh em ạ.
Vừa rồi là những nhận xét của tôi về cách làm việc của Studio Bind để giúp cho anime Mushoku Tensei đạt được những thành quả hiện tại. Còn anh em cảm thấy thế nào? Liệu studio làm như vậy thì đã được xem là chuyển thể anime thành công chưa? Trong quá trình làm video không tránh khỏi sai sót nên nếu tôi có nói sai chỗ nào thì anh em cứ để lại bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với HD Tộc Anime. Tình hình là rất tình hình và vô cùng khẩn cấp, anh em chú ý lắng nghe nhé. Hiện nay để chuẩn bị cho một năm 2022 để thành công và rực rỡ, HD Tộc Team tiếp tục tuyển thêm thành viên có kiến thức về các bộ Arifureta và sự trỗi dậy của anh Hùng Khiên. Anh em nào có thời gian và nhã hứng thì mạnh dạn inbox fanpage hoặc Facebook cá nhân tôi để dưới phần mô tả hoặc liên hệ qua email rikasan47@gmail.com để ứng tuyển nha. Cảm ơn anh em đã lắng nghe và rất mong nhận được thật nhiều nhân tài để tiếp tục sản xuất những video chất lượng phục vụ cho anh em. Nội dung thì hết nhưng video vẫn còn nha anh em. Để đền đáp lại sự ủng hộ của anh em fan Mushoku dành cho HD Tộc, hôm nay tôi đã chuẩn bị cho anh em một món quà siêu bất ngờ nha. Và có lẽ đây cũng là một trong những câu hỏi mà anh em comment hỏi nhiều nhất. Hãy kéo xuống dưới đọc mô tả hoặc comment ghim để nhận quà nha. Anh em nào cảm thấy thích thú với món quà này thì nhớ comment tôi biết nha.